bảo thủ. Mỗi khi nhắc đến từ này để miêu tả một người hay một đất nước, đa phần người ta đều nghĩ đến việc không tốt. Nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm, mà còn là nhầm lẫn nghiêm trọng. Hai từ bảo thủ thực ra không có ý tiêu cực, mà nó mang một ý nghĩa hết sức tốt. Và đó là gì? Mời mọi người cùng Tinh Hoa TV phân tích. Chúng ta đã hiểu sai từ bảo thủ như thế nào? Nếu bạn hỏi bất kỳ một người nào đó trên thế giới rằng nếu được lựa chọn nhập cư vào một quốc gia thì họ sẽ chọn nơi nào để đến? Và các quốc gia nói tiếng Anh như Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và Úc sẽ là lựa chọn hàng đầu của đa phần các câu trả lời. Một trong những lý do quan trọng mà các quốc gia ấy được chọn chính là họ có một điều gọi là chủ nghĩa bảo thủ mà các nước khác không có. Ví như đảng cầm quyền hiện nay của Anh được gọi là đảng bảo thủ, xã hội Mỹ cũng vậy, đa số người dân theo hướng bảo thủ. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là họ bảo thủ ở đâu và bảo thủ điều gì? Chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về xã hội Hoa Kỳ ở phương diện này. Chính phủ lạm quyền kinh tế. Quan điểm truyền thống của Hoa Kỳ tin rằng chức năng của chính phủ nên được giới hạn ở 3 phương diện. Thứ nhất, bảo vệ đất nước. Thứ hai, giữ an ninh công cộng. Và thứ ba, đó là giải quyết tranh chấp giữa người dân. Một người có tư tưởng bảo thủ mạnh mẽ sẽ ủng hộ chính phủ ở 3 mặt này. Họ hy vọng quốc gia sẽ có quân đội mạnh, thực thi pháp luật nghiêm ngặt và an ninh tốt để chống lại bất kỳ hình thức chính trị đường phố nào. Đối với cuộc sống cá nhân, những người có quan điểm bảo thủ tin rằng con người nên dựa vào lao động của bản thân thông qua làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu mình muốn. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến chính phủ. Chính phủ một khi hành động vượt quá 3 điều nêu trên, ví như dùng mọi biện pháp để kích thích nền kinh tế, cung cấp trợ cấp hoặc phúc lợi, thì người bảo thủ nhất định sẽ lập tức hoài nghi. Kiểu khẩu ngữ như chính phủ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người là không thể nào được người bảo thủ ở Hoa Kỳ chấp nhận. Họ cho rằng chính phủ không tạo ra của cải thì làm sao có thể tuyên bố như thế. Vào những năm 1930, Hoa Kỳ chìm trong khủng hoảng kinh tế nặng nề. Để thoát khỏi tình trạng đó nhanh chóng, Franklin Delano Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ đã thực hiện chính sách kinh tế mới nhằm tăng cường sự quản lý và điều tiết của chính phủ đối với nền kinh tế Mỹ. Sự việc này đã làm cho xu hướng chủ nghĩa bảo thủ Mỹ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời điểm đó, một phóng viên đã viết như sau: chính phủ do người dân nuôi và kiểm soát, nhưng hiện nay bắt đầu tự cho phép bản thân nuôi và kiểm soát người dân. Gần một thế kỷ trôi qua, lời nói của vị phóng viên năm xưa đã trở thành sự thật. Hiện nay, bất kỳ quốc gia nào cũng bao gồm hai nhóm người. Một nhóm sống dựa vào chính phủ, dựa vào hợp đồng của chính phủ hoặc dựa vào phúc lợi của chính phủ. Nhóm còn lại làm việc trong thị trường. Nhóm người thứ nhất không ngừng mở rộng do bản chất tự bành trướng của các tổ chức có mối liên hệ với chính phủ. Bên cạnh đó, chính phủ cũng không ngừng dùng các loại thuế hoặc in thêm tiền, xem như đó là một phương pháp tước đoạt trá hình đối với nhóm người thứ hai để nuôi nhóm người thứ nhất. Ngày nay, muốn biết sức khỏe nền kinh tế của một quốc gia, về cơ bản chỉ cần nhìn vào tỷ lệ của hai nhóm người này thì sẽ rõ. Nói đến đây, sẽ có người cho rằng những quan điểm trên là sự ích kỷ của người giàu, họ không sẵn sàng chịu trách nhiệm xã hội, nhưng sự thật không phải như thế. Bởi vì nhóm người bảo thủ trong khi phản đối là việc chính phủ đi quá giới hạn chức trách, thì họ cũng đồng thời đề cao thúc đẩy từ thiện tư nhân, nhấn mạnh giá trị của các cá nhân cống hiến cho xã hội. Phản đối của họ xuất phát từ một đạo lý rất đơn giản, đó chính là một người mà tiêu tiền của người khác thì liệu người đó có thể biết chi tiêu hợp lý được hay không? Hẳn là chúng ta đều có câu trả lời cho riêng mình. Dân chủ cấp tiến. Khái niệm dân chủ có thể được hiểu đơn giản, đó là cơ chế thiểu số phục tùng đa số. Đây là một điều tốt, nhưng cũng sẽ gây ra không ít vấn đề.
Nếu như đa số là một đám đông bốc đồng thì sẽ rất dễ bị dẫn dụ, mê hoặc. Chỉ cần một chính trị gia giỏi kích động, lợi dụng trò thiểu số phục tùng đa số này thì thảm họa nhất định sẽ xảy ra. Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số này chỉ thích hợp đối với một số vấn đề nhất định, không mang tính bao quát mọi thứ. Ví như quyền cơ bản của con người thì ngay cả khi 100% người bỏ phiếu cũng không thể tước đoạt. Giống như nói vấn đề dùng súng, tại sao lại quan trọng đối với người Mỹ? Bởi vì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tin rằng quyền nắm giữ một khẩu súng là quyền cơ bản của công dân, không phải là do hiến pháp trao cho, vậy nên hiến pháp không thể thay đổi quyền đó. Trong văn hóa tư tưởng, người bảo thủ chủ yếu chống lại hai điều. Thứ nhất là khái niệm triết lý đạo đức tương đối. Những người theo thuyết này cho rằng một hành vi có thể được coi là phù hợp đạo đức và có thể chấp nhận được là khi nó phản ánh được các chuẩn mực nhất định của nhóm đông đại diện cho xã hội. Điều này không cần nghĩ sâu cũng biết là không đúng, bởi vì thiện ác, đúng sai đều có chuẩn mực rõ ràng, cần dựa vào tiêu chuẩn giá trị truyền thống thì mới phân biệt rõ được tốt xấu. Giả như nói thuận theo đám đông là tốt, nhưng đám đông ấy đều mang một tư tưởng biến dị, đi ngược lại với giá trị truyền thống thì sao? Đó chẳng phải tự đẩy mình vào con đường sai trái là gì? Một quan điểm bảo thủ hay bị chỉ trích nhất chính là giải quyết các vấn đề trong chính sách đối ngoại theo khuynh hướng chủ nghĩa đơn phương. Điều này thường được giải thích là độc quyền trắng trợn hay Mỹ muốn làm gì thì làm độc lập, không phải quan tâm đến thái độ của kẻ khác. Những lời chỉ trích này có đạo lý nhất định, nhưng vấn đề là có nhiều khía cạnh. Ví như nhiều nước theo triết lý tương đối đạo đức, do vậy họ xác định không có tiêu chuẩn cố định về thiện ác hay đúng sai. Vấn đề sẽ được nhìn nhận khác nhau tùy theo bối cảnh văn hóa xã hội ở các nước khác nhau. Nhưng những người bảo thủ Mỹ tin rằng có tiêu chuẩn về thiện ác, đúng sai và ngăn chặn cái ác chính là trách nhiệm. Thứ hai là xu hướng thế tục hóa quá mức của xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại đa số có quan niệm như sau: thế giới là vật chất, con người tiến hóa từ khỉ, bản chất của con người là động vật, mà đã là động vật thì cuộc sống không có gì ngoài chuyện ăn uống và tình dục bản năng. Trong một số bộ phim phổ biến của Hollywood cũng có mô tả việc này, nói rằng con người chẳng qua chỉ là tập hợp của các dục vọng khác nhau. Tuy nhiên, Hollywood không thể đại diện cho toàn xã hội Hoa Kỳ. Chủ nghĩa bảo thủ tất nhiên sẽ chống lại ý tưởng đó. Họ tin rằng nên quý trọng sự sống, nên kính sợ trước tự nhiên, trau dồi nội tâm cao quý và thiêng liêng, không thể hạ thấp con người như động vật. Nhiều người không hề theo tôn giáo, nhưng từ bản năng cũng từ chối không tin vào thuyết tiến hóa vô lý. Đây thực sự là vấn đề mà con người hiện tại cần nghiêm túc suy nghĩ. Tóm lại, chủ nghĩa bảo thủ của người Mỹ thực chất là trở về với truyền thống, lý tưởng và tinh thần của thời đầu Hoa Kỳ lập quốc.